Một món đồ khá cần thiết dành cho những người lười chúng tôi. Có ai ở đây mỗi lần đánh răng lại lười bóp kem giống tôi không? Đưa tay ấn mạnh một cái là ra cả tuýp. Hôm trước làm nước Shopee thấy có hộp nhả kem đánh răng tự động, liền quyết tìm lại nó bằng được. Và nay em nó đã về rồi nè. Tới công chuyện rồi đây. Giờ chỉ cần xoay cái đầu tuýp kem đánh răng này vô cái chỗ này, từ giờ trở đi không cần phải dùng tay bóp nữa. Chỉ cần đẩy nhẹ vô đây là có một lượng kem vừa đủ, dùng lại tiết kiệm hẳn. Kệ nhả kem đánh răng này làm hoàn toàn bằng nhựa ABS. Tôi thì đặt loại 3 cốc, vừa có 5 châm ở đấy nên mỗi khi dùng xong cốc sẽ luôn được khô ráo. Lắp đặt thì vô cùng gọn lẹ, chúng ta chỉ cần bóc hai tấm băng keo dán lên tường gạch men rồi đặt kệ vào là xong. Đặc biệt, không phải khoan tường rồi đục lỗ, phải nhờ vả đến anh hàng xóm may mắn nữa. Ôi trời ơi! À quên, phụ kiện còn cả một đống sticker đáng yêu để dán vô cốc phân biệt mỗi thành viên nữa. Kệ còn có cả một ngăn kéo để đồ nhỏ nhỏ như bông tẩy trang, son mà không lo nước bắn vô. Bàn chải dùng xong thì có chỗ treo rất tiện luôn nè. Còn về độ chắc chắn để các món nhỏ nhỏ xinh xinh thì vô tư đi nha. Tổng kết lại, một món đồ giúp nhà tắm trở nên thông minh hơn và thích hợp cho ai lười giống tôi á. Xứng đáng cho 5 sao nha. Link mua sản phẩm này tôi để ở phần mô tả video cho mọi người cùng tham khảo nhé.